Uống nước à? Ờ. Trời, đừng nói là đánh nước. Của bọn Mexico ấy. Hay mà. Wow. Đang đi, đang muốn được cái gì? Được ấy nhở? Đi xe đạp. Sắp tới về săn cùng luôn rồi nữa. Rồi, có đôi lời với em Tuấn với em Quỳnh không nào? Quá. Tại sao có là Tuấn Quỳnh đây vậy? Trong khi em ghi tên đó mà. Có thấy tên rồi. Rồi, sao nữa? Đang quay. Ủa, bao giờ Cosmo 2 tự làm phát nhỉ? Anh gặp tỏ. Thế nào? Đâu, đâu, muốn đi. Hồi nãy chị Liên nói sao kịp nhắc lại kìa. Đã tham gia nghề lên rồi.